Thằng nhóc SEO, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này chúng ta sẽ có những gì các bạn. Thì trên màn hình các bạn, trong đơn hàng mình tiến hành review hôm nay, chúng ta sẽ có một số bộ chuyện như sau. Chúng ta sẽ có Siki bằng bên tập 3, tập 4 nè. Rồi Hoa sẽ nở tập 2 phiên bản đặc biệt. By Family phiên bản tập 11 được tặng kèm quà phiên bản tiếng Nhật nha các bạn. Cô gái nơi xuân hoài phiên bản đặc biệt tập 3 và kỳ án siêu nhiên tập 12 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng dung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt được 1000 view, mình sẽ dành tặng cho 5 bạn bất kỳ, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình nha các bạn, ngoại trừ cuốn By Family tập 11 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng dung ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn về từng quyển truyện nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 2 của Rồi Hoa Sẽ Nở các bạn. Đây là phiên bản đặc biệt, chúng ta được tặng kèm một số quà tặng như sau. Đây là hai quà tặng tặng kèm với tập 2 phiên bản đặc biệt. Đầu tiên đây là Tanan nha các bạn, đây Tanan bật bên đấy các bạn, khá là xịn sò đấy, giống như các bộ truyện trước của FBM các bạn. Còn đây là bóc kẹt, đây bóc kẹt nha. Chúng ta được một bì rời được cán bóng các bạn, làm giấy trên giấy này kiểu như giấy sơi các bạn. Giấy xê mà được cái bóng nữa mà mình không biết rõ với giấy xê không, nhưng mà nó khá là xịn hơn nhiều nhà khác nha các bạn. Đây là phần mặt phía trong bị keo bên trong nè, không có trang màu nha, bị keo trang màu, nhưng mà bên trong thì sẽ có hai trang màu, đây trang màu phía trước và trang màu bột. Toàn bộ được in trên giấy BB80 nha các bạn, khá là xịn sò. Tập 2 Rồi Hoa Sẽ Nở Loom Into You. Sau khi giúp đỡ Toko trúng cử, Yu cũng trở thành thành viên của hậu sinh, nhận được nhiều sự yêu thương từ người đàn chị. Tuy nhiên cô cảm thấy khó xử khi trong lòng không nảy sinh bất cứ tình cảm cảm xúc đặc biệt nào. Cô muốn đáp lại tình cảm của Toko nhưng trái tim lại chưa sẵn sàng cho điều đó. Mặt khác, Toko cũng đưa ra một đề xuất táo bạo trên nhân nghĩa hội trưởng hội học sinh. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.